Rồi chào tất cả anh em nha. Nay lên cho anh em mình xem một con động cơ ha. Ba máy, dân ma, 3TNA86. Đây, 3TNA86 ha. 37 PS nha anh em, 3000 tua, maximum luôn là 3250 tua ha. Dung tích là 1.498. Con này là còn ngoại hình nó còn là phải là nguyên thủy hết ha. Nguyên viên hết. Trạng máy hiện tại là nguyên riêng nha anh em, chưa bung chưa sơn phết con ốc nào hết. Nhận lắp nè. Này nó tới xài tắt điện luôn ha. Nó vừa tắt cơ vừa tắt điện. Ba máy bét kim. Bấm chưa? Nó chạy hai bơm nha anh em, bơm trước và bơm sau ha, hai bơm. Đây nè, bóng lốc 86 luôn ha, sạc lớn 12V. Rồi cho nổ luôn. Nó xài tắt cơ ha, nó có tắt bên đây nè, nhấn vô là tắt, tắt heo đó. Thì anh em mua thì máy nó có series á, số series anh em mua chụp cái số series lại ha đó. Anh em mà chốt con này thì cái gì liên hệ với số điện thoại là 0373 453 63 cho anh em, hoặc là 0972 54 22 ha. Rồi địa chỉ cửa hàng này là 50 cơ Nguyễn Châu nha anh em, địa chỉ là 277 Quốc lộ 56 đường Dương thì chẳng ai giao người châu đất tổng thể đồng đồng ha. Rồi em kết thúc video tại đây ha, chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha.